Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi cái chương trình của Thành ở trên kênh YouTube Thành Lê nha các bạn ơi. Thì hôm nay như các bạn cũng thấy là mình mới đi lấy về 4 cái thùng chim đây. Hôm nay là do xe nó bị kẹt xe hay nó có cái vấn đề gì đó cho nên nó hơi trễ rồi. Bây giờ cũng trễ giờ làm của mình rồi thì mình sẽ tranh thủ mình khui những cái thùng chim này ra rồi mình sẽ đi làm. Thì các bạn nào mà có muốn mua chim thì xin vui lòng qua nhà mình vào lúc 4 giờ chiều sau khi mình đi làm về. Và cái thứ hai nữa là các bạn nào ở tỉnh ở xa mình không thể nào mình ship Grab được thì các bạn muốn mua chim thì xin vui lòng chuyển khoản giúp mình nhé. Rồi ok, bây giờ không có liên hệ nữa, trễ giờ làm rồi. Thì mình bắt đầu mình khui cái thùng đầu tiên, các bạn xem là chim gì nhé. Đây là con chòe lửa đuôi 18 năm so le nha các bạn ơi. Rồi con này bán là 300, không, con này 400 ngàn nha các bạn ơi. Con này 18 năm nhưng mà nó bị so le nè. Bị so le 18 năm, 18 2 gì đó. Chim rất đẹp nha. Lửa xẻ nè. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó vô lồng các bạn ơi. Con này con lửa. Con này đuôi 19 chứ không phải 19 nhưng mà so le nó 18 nha các bạn. Bây giờ mình phải bỏ sâu vào cho nó. Quên mất mình chưa có cho sâu vào lọc. Con lửa này đua 400 ngàn nha các bạn ơi. Con này đuôi 19 so le 18 2. Ok. Rồi mình sẽ treo nó lên nè. Mình sẽ tiếp tục mình bắt chim ra tiếp. Đây, lửa mái nha các bạn ơi. Lửa mái chim thì rất đẹp. Có nhiều anh em dặn mình cho nên mình mới lấy. Tại vì lửa mái này thường thợ nó không có đi bẫy nha. Mình sẽ thả ở đây. Đây một lửa mái. Lửa mái này đuôi 12 này các bạn ơi. Lửa rất đẹp. Mặt rất đẹp luôn nè. Ok, vậy là mình có hai con lửa mái, một lửa trống các bạn ơi. Nó giữ vô coi nè. Cắn dưới tay. Lửa mái con đuôi 11 là 240 nha, con mà đuôi 12 13 gì đó là cái con này đuôi 12 nha. Con đó là 300 nha các bạn ơi. Còn con kia thì 240 nhé. Đó là hai lửa mái. Rồi cái thùng trên này hết chim rồi nè.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình khui cái thùng này, chắc là than quá. Ủa, xanh tước các bạn ơi. Ủa, xanh tước rất to mập luôn nè. Một con. Xanh tước mà quý vị mua lẻ là 350 nha, 350.000 con nha. Còn nếu mà các bạn mua hai con trở lên là 320 nha các bạn ơi. Đây một phần than. Chim này rất đẹp luôn nè, bạn đuôi xòe nè các bạn ơi. Con này là 300.000 nha, con này số 1 nha các bạn. Con này mình để vô ô số 1 nha. Con này giá 300.000, chim rất là to. Rồi bạn đuôi xòe. Con đó là số 1 300.000 nha các bạn. Con này đầu rất đẹp nhé, dài dọc chim nè. Con này mình bỏ qua số 2 nha, này 2.6 nè. Tất cả chim này mình đã lựa rồi nha các bạn ơi. Ok, tiếp tục mình khui tiếp nè. Này xanh tước rồi các bạn ơi, con này rất là to rồi. Hai, vậy là hai con xanh tước rồi. Con này chết nha các bạn. Con xanh nó bị chết. Con đang khui ra nè. Cái này để mình báo cho người ta nha, chim chết là mình sẽ không có chịu tiền nha các bạn. Vậy là mình về 4 con xanh nhưng mà chết một con, còn 3 con các bạn ơi. Cái này là chắc là than rồi.
con này rất đẹp nha các bạn ơi, con này bạn đuôi xòe nè, rất là to con. Con này to giống như con số 1 á. Thì mình nè, các bạn thấy số 1 không? Xòe đuôi đã lắm. Ok, mình sẽ bỏ số 3 với số 1 nha, bằng giá nhau 300 ngàn nha các bạn. Nè, bạn đuôi nhảy là xòe nè. Ok, số 1, số 3. Chim đợt này nó to hơn từ ngày hôm qua nha các bạn. Con này rất dài chim nha các bạn ơi. Con này to dài, lông sát này. Con này các bạn chơi hot thì rất là ok luôn. Ok, mình sẽ bỏ nó vô số 4 nha. Hôm nay chim về hơi to nha các bạn, to hơn đợt ngày hôm qua. Thì ở đây có 1, 2, 3 là mấy con chim này rất là to và xòe đuôi này, cũng nhảy lên là xòe. Chim này đa số là mình đã lựa rồi nha các bạn. Mình tiếp tục mình phun cho nó kịp giờ đi làm của mình. Hơi hôm nay trễ giờ rồi. Con chim này rất là to. Con chim này rất là to luôn nha các bạn. Không biết là hót hay đá đây. Mà rất là to. Giờ mình hết lòng rồi. Ok, mình sẽ để riêng con này ra. Anh em mà muốn chơi đá thì lấy con này nè. Con chim này rất to luôn. Sẽ bỏ riêng ra cái lồng. Con mình bỏ riêng ra cái lồng này rất to nha các bạn. Con chim này có thể các bạn nuôi đá được nè. Con này thì giá 400 ngàn nha các bạn ơi. To lắm. Ok, mình sẽ treo nó lên. Rồi mình tiếp tục mình khui qua bên phía bên này nha các bạn. Ở bên này là hai ô này là có hai con hai nè, người ta đánh dấu cho mình nè. Đây, các bạn thấy cái dấu mực đánh dấu không? Hai bên là hai con hai nè. Mình đi kiếm cái lồng mình bỏ riêng đây. Ôi, hết sạch lồng luôn rồi. Mình đợt chim này về chim rất đẹp nha các bạn nè. Rất đẹp luôn. Con này chắc mình bỏ chung với con thanh trước đi. Con này rất là dài luôn. Mấy con rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con rồi. Con này con chim hót đấu nè. Con chim này hót đấu nè. Hót đấu mà người ta bẫy ở ngoài rừng là chưa thấy nó xù lần nào hết. Hai con này. Cho nên người ta đánh dấu riêng ra cho mình thì mình sẽ bỏ riêng ra. Chim này thì giá nó cao hơn nha các bạn. Đây thêm con nữa nè các bạn, rất là to. Chim đợt này rất là to nha. Những con chim mà đấu xòe không xù nè, mình sẽ bỏ riêng ra. Nè các bạn thấy, chim rất to nhé.
Alo. Đúng rồi anh ơi, em đang bận cũng cái gì lát gọi lại nhé. Dạ dạ. Các bạn cũng thấy mỗi ngày người ta rất gọi điện thoại cho mình rất là nhiều. 1 2 3 7. 1 2 3 7 8 con rồi. Trong đây còn 6 con nữa các bạn ạ. Chim đợt này về rất là đẹp các bạn ơi. Dài dọc chim, con nào cũng đẹp hết. Đây mình sẽ bỏ chung vô lửa mái nha. Chim này 2.6 nè. Đây các bạn thấy chim đợt này về rất là đẹp luôn, con nào bắt ra cũng xẻ đuôi, mặt đẹp hết, mặt mũi rất là đẹp luôn. Ok, mình bỏ chung vô lửa nha các bạn ơi. Trời ơi, con nào cũng đẹp, con nào cũng bự hết các bạn ơi. Con nào cầm ra bắt bạn đuôi nó cũng khỏe hết nè. Ok, con này mình bỏ chung vô cái chỗ lửa mái nha. À các bạn thấy nè, bạn đuôi xòe, bắt ra là xòe lên nè. Con này mình bỏ vô con số 1 nha. Hay là thôi con này mình để riêng ra các bạn ơi. Con này để chung với lại mấy em sành trước đi. Bỏ chung nó rộng rãi thì nó không cắn nhau. Chim đợt này về mặt mũi rất đẹp, con này mặt rất ác luôn nè. Chim dài lắm nha các bạn. Những con chim này người ta đánh dấu cho mình nè. Chim hay là mình để riêng ra. Các bạn thấy không? Bắt ra là bản đuôi nó xe to nè. Chim rất là đẹp, mặt mũi rất là đẹp. Chim này mỏ cực kỳ ngắn luôn nè, cực kỳ ngắn và nhỏ luôn nè. Những con chim này ở ngoài rừng là nó đấu xe không sờ nè. Họng đang có lửa rừng nè, bắt đầu đen rồi nè. Các bạn thấy không? Họng lưỡi đen nè, đang có lửa rừng các bạn. Kêu giờ chim nó mới về mệt thôi, mình bỏ nó vô thùng nhé. Ok các bạn, hôm nay tổng cộng như vậy là về 14 con than, 2 lửa mái, 3 con xanh tước, 1 lửa chống đuôi 18 năm nha các bạn. Giờ trễ giờ mình đi làm rồi. Ok, các bạn nào muốn mua chim thì các bạn xin lưu ý là các bạn qua nhà mình lúc 4 giờ chiều nha các bạn ơi. 4 giờ chiều sau khi mình đi làm về. Và các bạn nào mà ở xa thì vui lòng chuyển khoản giúp mình. Tại vì mình không thể nào ship Grab được thì các bạn vui lòng chuyển khoản cho mình trước, mình sẽ giao chim cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này, nhớ đăng ký và nhấn vào cái chuông thông báo để xem những cái video tiếp theo nha các bạn. Chúc tất cả các bạn và quý vị một ngày thật là vui vẻ.